giờ mình sẽ luộc tay với chín hơi hơi ấy bởi vì tí chúng ta có chanh. Em hớt cái bọt này đi, nắm bọt lắm. Sao bạn không ra tí bọt này? Chả có lợn nào lợn luộc không ra bọt. Nóng ra bên bà rồi. Anh sang lấy đi. Sẽ luộc thêm tầm 5 phút nữa nha.
thêm các bạn ơi. Con lợn này rất là ngon, vì rất là dày. Lợn này là người quen nhà mình ấy, họ mổ, họ để lại cho ít thôi, họ không bán nữa. Cho nên là lợn này rất là ngon luôn, vì rất là giòn. Làm ngộ đội ăn thì khỏi bị chê luôn. Được rồi các bạn, mình chỉ luộc cái này.